thành quả của mình nè, ngày hôm nay nè các bạn. Hơn 3 ký gì ông đầu nhỉ? Cả hơn 3 ký gì hết. Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục đi thăm lập cá với cậu bảy mình các bạn ơi. Thì bỏ đâu từ bữa 29 đến giờ 5-6 ngày gì không biết hôm nay như thế nào, sợ cá nó chết nhiều quá. Đây, xin chào các bạn nha. Để mình tiếp tục cuộc hành trình các bạn ơi. Này mình chặt thêm mấy cái cây sậy mới này, đang mình đường lại mấy cái thay mấy cái cây sậy cũ các bạn ơi. Cái này mình dùng mấy cái cây này nè các bạn, để mình xỏ vô trong cái lợp cá của mình này, để cho nó bung ra. Này mình... đi xuống thăm cái đầu tiên các bạn ơi. Cái đầu tiên nước quá nước à, hôm bữa thấy nằm xích trong này mà giờ ra tối rồi kìa. Chạy giờ mình đẹp lại đằng này các bạn ơi, mình đổi địa điểm đặt vui góc này đây các bạn, quậy thật cảnh nha các bạn. Mình đổi góc mình đặt các bạn, đây đặt 2-3 ngày nó không chạy thì mình phải đổi sang góc khác nó mới chạy các bạn, chứ cái này mà đặt chỗ hoài nó cũng không có chạy nha. Đồ thăm tiếp cái thứ hai các bạn ơi, hy vọng là cái này nó không mớm như cái đầu tiên. Thì chẳng sự khởi đầu nan mà vô cái đầu tiên không dính này coi hơi buồn buồn này các bạn. Cái này thấy không ướt ướt này chắc là không có rồi, còn cái sạc không rồi các bạn ơi, còn cái sạc không. Đổ miếng cá đâu nào, lên lên dài cho mình. Thăm cử sao phải mất dài xuống. Dắt nè các bạn. Nè. Ghê chưa? Mới đi xuống con cái một cái dùng của mình đặc sản cái này là dữ lắm nhiều. Đi xuống cái dính chùm chùm mà. Cái mình bơm hết cái rồi. Này nước hơi nhiều dữ rồi. Chưa tới đủ rồi. Hy vọng cái này không bơm các bạn ơi. Hôm nay nước nhiều đi hơi vất vả. Bãi này mình đặt 3 cái nhưng mà 3 cái đều không chạy cá bự nha các bạn. Mình tiếp tục vô bãi thứ hai các bạn ơi. Bãi đầu tiên là mình không có rồi. Đây nè, bên đây nè, chìm luôn cái lọp rồi. Ở đây nè, đây nè. Nước nó ngập chìm luôn dưới cái tàu lá. Chính chính rồi cậu ơi. Hên anh này chưa bị ngọt nước. Đây các bạn ơi. Đấy. Ok. Sao cũng không mớm vậy các bạn. Đấy.
vô cái bãi này mình cũng đặt ba cái, nhưng mà mình thăm hai cái dính đường cái nha các bạn, còn cái chỗ này nó có dính không. Đó, thấy khô này. Đây rồi cậu ơi. Nè các bạn, con này to hơn con nãy xíu nha các bạn. Con này chắc vô lâu rồi. Cái đuôi hỏng hết cái đuôi nè các bạn, hỏng hết cái đuôi lâu quá, tại lợp này lưới để lâu là nó dãy mà nó bị đứt hết mấy cái đuôi các bạn. Uổng thiệt á. Bãi này ba cái mà được hai cái các bạn ơi, mừng lắm à. Nãy lên bãi kia ba cái mà không có một cái nào dính cá bự ấy, còn cá nhỏ không các bạn. Bãi này đặt ba cái là được hai cái dính là quá mừng rồi các bạn. Lên bãi ba cái mà dính hai cái này cũng ngon lắm à. Chỉ cần bãi mà dính một cái thôi rồi, ba cái dính một cái là quá trời mừng rồi. Bãi này dính được hai cái các bạn ơi. Đi bãi khác nha các bạn. Tiếp tục ghé bãi thứ ba nha các bạn ơi. Bây giờ hai bãi à. Mình tiếp tục ghé bãi thứ ba. Đây mình tiếp tục cái bãi này 5 cái. Còn cái cuối cùng này các bạn ơi, không biết như thế nào nữa. Bãi này thất thu các bạn. Đây không còn. Ngập nước à. Các bạn với cái bãi này là 5 cái là không dính cái nào rồi các bạn. Buồn quá các bạn ơi. Mình tiến hành đi bãi khác nha các bạn ơi. Bãi này thất thu à. Tiếp tục đến thăm bãi thứ tư nha các bạn ơi. Hôm nay nước hơi nhiều, lội hơi cực. Chạy lên con. Chạy các bạn ơi. Vô cặp vợ chồng cá dày. Các bạn giờ cậu con rút ra đây. Đây. Có con này bị chạy hay không, im lắm mà các bạn ơi, này chắc mới vô còn mới tin này các bạn. Đấy. Các bạn ơi, mình cái này cậu mình bảo dính gắn vô cá mà hôm bữa mình không đi xuống kịp, chắc cái này dính mấy hôm rồi nè. Này các bạn nè, chết uổng các bạn ơi, mà thúi luôn rồi, tiếc quá các bạn ơi. Tiếp tục lên thăm cái cuối cái bãi này các bạn, không biết sao đây, đây mấy cái mà mới dính được có một cái rồi các bạn ơi, nhưng hơi buồn. Bích đường đi cái tới co nó thon mà đâu rồi, ở đâu ta, em ghe này còn cá sặc không các bạn ơi. Cá sặc không, không có cá to rồi nè các bạn. Anh quay quay gần rồi nè các bạn, cá sặc không có cá to rồi.
giờ mình để mình đổ các bạn. Giờ bãi này hết rồi các bạn, mình đi qua bãi khác các bạn ơi. Bãi này cũng được có cái đầu tiên rồi các bạn, nhưng cái mình mới đỡ được mấy con cá sặc mới thấy. Cái đầu tiên là đã được con rồi các bạn, tiếp tục qua mấy cái khác các bạn ơi. Nước nay lên nhiều quá, lội hơi cực rồi. Đúng quá các bạn ơi. Tiếp tục đi thăm mấy cái mới nữa các bạn. Bãi này nãy giờ mình thăm được cái, giờ cái thứ hai lội hơi lúng rồi. Quá lúng rồi. Không còn dính nữa các bạn ơi. Giờ lên đây luôn hả con, có được con mà nó nhỏ này các bạn, cái dày nữa các bạn. Đấy. Tiếp tục xuống cái chỗ này các bạn ơi. Ủa phải lỗ này không cậu, này đó như nhớ bữa nghỉ lỗ này mà. Ủa sao cái lờ nó trôi ra tới ngoài luôn rồi. Trôi này dính cá anh thấy nhịp nhịp nước nè. Đây các bạn ơi. Cá nó lôi cái lờ ra ngoài luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Đây nè nha. Cá này chắc cũng to à. Đây các bạn. Nè, bạn thấy cái lờ của mình chưa? Đây. Đây nha. Dính cá bự luôn các bạn. Ôi, hai con luôn các bạn ơi. Hai con. Tuột cái cây luôn cậu ơi, hên lại sớm nè. Tuột một cái à. Hai con trồng. Đúng rồi. Các bạn. Nè, đây nha. Mình đặt trong cái gốc chỗ này nè các bạn. Đây đây. Để mà nó lôi ra tận ngoài này nè. Hên là mình đi lại kẹp chứ không thôi là hai con cá này không ăn được rồi các bạn ơi. Riêng mấy cái này mà nó xức mấy cái cây này ra nè. Là nó ra ngoài được nha các bạn. Hên quá các bạn ơi. Dời nó lên chứ không đặt ở dưới kia được nữa bạn ơi. Các bạn tại giờ nước lên mà mình đánh cá này, đặt mấy cá lên mà mình để một chỗ là mình đặt không có các bạn, nên mình phải dời đi. Cậu mình đang kiếm chỗ nào vừa đang đặt các bạn. Chạy em cậu. Cái này không chạy luôn các bạn ơi. Bây giờ lên đây chạy được ba cái. Hẹn các bạn qua bãi khác nha. Cái này hết chạy rồi các bạn ơi. Bãi ngon thế mà nó không chạy. Các bạn ơi. Hành trình sáng giờ của mình chỉ cầu mình nè. Thấy không các bạn? Được nhiều này cũng khá khá rồi các bạn. Mình tiếp tục lên bãi tiếp theo các bạn ơi. Cá gô gì bự dữ cậu.
các bạn ơi. Đây cái này lên đây được hai cá gô này. Cũng tạm tạm các bạn. Cậu đưa xích xích lại cái cho cậu. Đây các bạn. Đấy. Cá gô cũng to nè. Cá gô này mình nướng ăn thì bá cháy luôn các bạn ơi. Lên bãi này được hai cái mà chạy được có một cái dính hai cá gô các bạn. Đây nước nó lên mà mấy cái này bữa hôm mình đặt dưới sâu. Bây giờ mình bắt đầu đi qua bãi khác các bạn ơi. Bãi này mình đặt có hai cái. Mình tiếp tục lên cái bãi thứ năm các bạn ơi. Không biết cái bãi này có cho được kết quả đẹp không nữa. Giờ đi lên. Giờ mình lên trên kia trước hay là đi đâu cậu? Mình lên trên kia trước hay gì hay xong cái này. Trên kia xong xuống à? Lợp ở đây các bạn ạ. Đây chỗ này ta. Đây, các bạn đây. Đây thì con cá lóc các bạn ơi. Đây. Nó lạc ở đây mà nãy giờ mình tìm quá trời các bạn. Nè. Mình lạc nãy giờ. Nằm ở đây. Bữa nằm bên kia mà giờ qua đây các bạn. Tìm mãi mới gặp. Tiếp tục lên thăm cái bãi này các bạn ơi. Thăm đây ba cái nha cậu nhỉ. Ba cái chạy lên như kia hai cái nữa là hết rồi các bạn. Thăm này kết thúc rồi đó. Không biết mấy cái trong đây như thế nào đây. Các bạn ơi, bắt đầu vô thăm cái đầu tiên nha các bạn. Nước này hơi chua nha. Nó chìm luôn rồi. Nhít nhít nước gì, thấy nó rung rinh hay sao kìa. Chạy sao thấy rung rinh nè. Trời ơi. Các bạn ơi, cá sạc mà nó chạy cỡ gì nè các bạn. Có ký cá sạc nè. Nó không lạnh nè. Không có cá bự các bạn. Tiếc. Cá này về cho phải khô á, chả làm được gì các bạn. Thu hoạch được cái trời trời. Có cái gì ở đây cái. Lúc gì? Thấy nhúc nhích rồi. Thấy cá nhiều lắm, không biết có cá bự không nè. Cá thật không các bạn ơi. Được con cá dày. Một xíu. Đây các bạn. Đây. Sạc nè. Hai cái mình chắc cân ký mấy cái sạc gì. Quá trời. Bãi này hết rồi các bạn ơi. Giờ mình đi qua bãi khác. Giờ mình tiếp tục đi qua bãi khác các bạn ơi. Tiếp tục thăm hai cái cuối của ngày hôm nay nha các bạn ơi.
Cậu biết hai cái cuối ngày hôm nay nó có an ủi được cái gì không? Hãy lên bãi kia, không có cá bự và còn cá nhỏ nhỏ không? Mình lên thăm hai cái cuối cái bãi này nữa các bạn ơi. Hai cái này hai cái cuối à. Biết có không nữa đây. Trời, nước ngập luôn cả cái cây nè. Nói công chuyện nè. Chạy cá nhỏ à cậu ơi. Chín cá nè các bạn. Cậu cầm giùm con cái. Ừ, chín cá trong mương kia cũng có con này. Thì các bạn. Đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Ok đó. Cái này sao không thấy rung rinh vậy các bạn ơi. Không có các bạn ơi. Như hôm nay mình à kết thúc chương trình hôm nay rồi các bạn. Có mấy ngốc này rồi bắt bỏ. Thì video hôm nay mình tới đây kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn lại trong kỳ sau nhé. Nếu các bạn thấy hay á thì nhớ tìm cho mình và chia sẻ cho mình với đăng ký kênh ủng hộ mình với các bạn. Mình có tinh thần để mình làm tiếp cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì tạm biệt, chào các bạn.